Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Lại là Phước điện thoại cũ đây. Thì ngày hôm nay cửa hàng lại về thêm một số máy cũ giá rẻ dành cho tất cả mọi người nha. Hàng hôm nay giá dao động chỉ từ 270.000 cho tới máy cao nhất hiện tại bên shop đang có là 1.590.000 nha mọi người. Thì cửa hàng của Phước nằm ở số 33 Tô Vĩnh Diện, Hiệp Thành 3, Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương. Zalo mua hàng là 0972731033. Anh em nào ở gần thì mình ghé qua cửa hàng Phước xem máy, và anh em ở xa cọc trước giúp Phước 50k Phước sẽ giao máy nha. Và hình thức đặt cọc bên shop là anh em cọc bằng card điện thoại hoặc là chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng đều ok. Hàng bán ra bao cho mọi người xài 7 ngày, trong vòng 7 ngày có vấn đề gì mình sẽ hỗ trợ đổi trả máy khác cho tất cả anh em nha. Và mọi người ơi, Phước đã bán máy cũ với giá rẻ rồi nên là Phước không tặng kèm phụ kiện cũng như là không bao phí ship cho tất cả mọi người được nha. Phí ship cho một đơn hàng là từ khoảng 35 cho đến 40 ngàn cho một đơn hàng nha mọi người. Và là máy cũ rồi nên là Phước không tặng kèm phụ kiện gì hết nha mọi người ơi. Rồi thì không làm mất thời gian cũng nhiều của mọi người nữa, Phước sẽ vào trực tiếp máy của ngày hôm nay luôn nha. Đầu tiên mã số 1 trên tay Phước sẽ là Samsung G2 Rim màu hồng, rất là dễ thương nha mọi người. Con này là máy zin full luôn, RAM 1.5, bộ nhớ 8GB nha mọi người. RAM 1.5, bộ nhớ 8GB, sim sóng nghe gọi Zalo Facebook thoải mái nha. Đây rồi, cam của nó nè, cam sâu nè mọi người. Nhặt dù giá rẻ nhưng mà cam rất là ok nha mọi người. Cam rất là nét ha. RAM 1.5, bộ nhớ 8GB, Samsung G2 Rim, Android 6 chấm, xài được Facebook, TikTok, Zalo luôn nha mọi người. Cái chỗ trên này nó bị dơ mọi người, chứ không phải nó dính miếng keo thôi nha. Thông tin thiết bị đây. Phần mềm của nó là Android 6 chấm nha mọi người. Samsung G2 Rim, giá của nó là 270.000 nha mọi người. Mã số 1. Dùng chữa cháy ngay gọi Zalo Facebook là rất ok, thay một con máy bàn phím là khá là ok luôn nha mọi người. Mã số 1 ha, 270.000. Tiếp theo là mã số 2, ở đây Phước có là Oppo Neo 7 nha mọi người. Xin lỗi mọi người, Oppo Neo 9, RAM 2, bộ nhớ 3, bộ nhớ 16GB ha. Oppo Neo 9 hoặc là mọi người có thể gọi là Oppo A37 đều là nó. Máy zin full nha mọi người. Để cho mọi người con này giá của nó là 350.000 thôi nha, 350k Oppo Neo 7 nha. Sim sóng nghe gọi Zalo Facebook tóc thoải mái luôn mọi người ơi. Cam là bao nét đó mọi người nha, cam sâu nè. Và đây là cam trước nha, cam cực kỳ nét luôn ha. Đó, sim sóng nghe gọi Zalo Facebook TikTok thoải mái luôn. Pin lại rất là trâu đó mọi người, Oppo Neo 7 nha. Giá của nó là 350.000, RAM 2, bộ nhớ 16GB nha mọi người. Máy zin full luôn nha, màn hình là sáng đẹp không ám không ngố luôn nha. Vỏ viền thì trầy xước khá nhẹ nha mọi người, mặc dù là máy còn đã qua sử dụng rất là lâu rồi mà ngoại hình còn rất là đẹp nha. Oppo Neo 7, xin lỗi mọi người, Oppo A37 nha, 350.000. Tiếp theo là Samsung G2 Pro nha mọi người, giá của nó là 320.000 nha mọi người, 320k Samsung G2 Pro nha. RAM của nó là RAM 2, bộ nhớ 16GB nha mọi người, RAM 2, bộ nhớ 16GB. Máy đã tải sẵn Facebook, TikTok, Zalo và YouTube luôn nha, cài sẵn hết tất cả các ứng dụng cơ bản rồi. Pin cũng khá là trâu nha mọi người. Thì mọi người để ý kỹ những con máy mà zin đó mọi người, thường đó là cái phần màn hình của nó đã bị ám nhẹ nha mọi người. Đây, nó bị ám cắt ngang màn hình mọi người thấy không? Đó. Samsung G2 Pro nha mọi người. G2 Pro. Sim sóng nghe gọi Zalo Facebook TikTok thoải mái mọi người ơi. Máy ảnh của máy của nó này, mọi người xem máy ảnh, máy ảnh còn rất đẹp mọi người. Mình xem phần máy ảnh đây. Đây. Mọi người xem cam nè, cam sâu rồi mọi người thấy không? Rồi cam trước nè. Đó, cam trước sau rất là đẹp mọi người nha. Máy zin full luôn, RAM 2, bộ nhớ 16GB, sim sóng nghe gọi Zalo Facebook TikTok là thoải mái hết nha mọi người. Mã số 3 Samsung G2 Pro, giá của nó là 320.000 nha mọi người. Rồi tiếp theo là mã số 4. Ở đây Phước có con iPhone 6G nha mọi người. Con này giá của nó là 420k ha, 420k iPhone 6G, bản 64GB, iCloud sạch, mất vân tay. Ha, nước kính, máy zin full, màn zin luôn. Bao cho mọi người xài không bị loạn liệt hết nha. Mọi người vẫn xài để bày xài bình thường nha. Hoặc là mọi người muốn về muốn ép kính lại vẫn có xài ok. Giá chỉ có 420.000 thôi. Bản 64GB, iCloud sạch, cam trước cam sau đẹp luôn nha mọi người. Cam trước cam sau nè, đây là cam trước nè mọi người. Đó, cam trước sau rất là đẹp nha, mất vân tay, pin bao trâu luôn mọi người, ai lau sạch luôn nha.
64GB nha mọi người, xài Facebook, TikTok, Zalo, lướt web, xem phim, nghe nhạc là cực kỳ mượt mà luôn nha. Pin lại cực kỳ trâu luôn. Mã số 4 với mọi người. iPhone 6G mất vân tay. Bản 64GB nha mọi người. Đây. 64GB nha mọi người. Máy ngoại hình còn rất là ok mọi người nha. Giá của nó chỉ có 420.000 thôi mọi người. 420k. Mã số 4 nha mọi người. Rồi tiếp theo là mã số 5. Rồi, đây mình ghi lộn mã rồi. Rồi, mình tiếp tục là số 4 cái nữa nha mọi người. Mình ghi lộn số rồi mọi người. Rồi con Samsung J4 này mọi người, cũng là mã số 4 nữa nha. J4 này là mình mới thu lại của khách hàng nên để cho mọi người giá rẻ chỉ có 590.000 thôi nha. Được tặng ốp lưng luôn mọi người, ốp lưng theo máy luôn nè. Đó, khách họ mua sẵn cái ốp lưng luôn nè nha mọi người. Samsung J4 RAM 2 bộ nhớ 16GB nha mọi người. Màn hình là bao sáng đẹp luôn. À, cam trước cam sau bao đẹp luôn mọi người. Cam sau nè. Cam trước nè. Đó. Màn hình là bao sáng đẹp mọi người nha. Rồi thấy không? Pin cực kỳ trâu và ở để kỹ chiếc góc này nè mọi người, nó một xíu phản quang nha. Đó, có tí phản quang nữa thôi. J4 Lut nè mọi người, pin cực kỳ trâu mọi người, vỏ viền còn được cực kỳ đẹp luôn. Nè mọi người xem máy vỏ viền rất là đẹp luôn mọi người. Cam cũng bao nét nha mọi người, cam cực kỳ đẹp luôn nè, cam trước nè. Qua đây là cam sau nè. Đó. Rất là đẹp luôn nha mọi người. Máy ngoài hình còn cực kỳ ok. Được tặng kèm cái ốp lưng theo máy luôn nè mọi người. Samsung J4 Lut nha. Mình mới thu lại của khách thôi. Giá của nó là mã số 4 nha mọi người. 590.000. Samsung J4 Lut. Tiếp theo là mã số 5 nha mọi người. Thì ở đây mình có Samsung J7 Rim. Giá của nó là 590.000. Máy zin full luôn nha mọi người. Máy full zin luôn. RAM 3 bộ nhớ 32GB nha mọi người. RAM 3 bộ nhớ 32GB nha. Thì với 590.000 mọi người sở hữu con Samsung 7 Rim là một mà là rất là ok luôn mọi người. Tại vì nó xài tất cả các ứng dụng khác đều rất là ok mọi người. Nè. Vỏ viền rất là đẹp. Nha. RAM 3 bộ nhớ 32GB, xài Facebook, TikTok, Zalo đều nó rất là mượt mọi người. Nó cực kỳ mượt luôn đúng không á. Đặc biệt là cam của J7 Rim nó cũng rất là đẹp mọi người. Cam của J7 Rim nè. Mọi người xem nè. Đó, cam sau nè. Và đây là cam trước nè mọi người. Cam sau, cam trước rất là ok mọi người nha. Phím phít đồ rất cả đều ok hết nha mọi người. Đó, cam trước cam sau ok luôn. Thì với con Samsung J7 Rim giá chỉ có 590.000 mọi người vẫn xài được rất là nhiều ứng dụng nha. Ngân hàng đều đầy xài được ok luôn á mọi người. Mã số 5 nha mọi người. Giá của nó là 590.000 Samsung J7 Rim nha. Rồi tiếp theo là mã số 6. Ở đây Phước có là Samsung J6 Lut nha mọi người. Samsung J6 Lut giá của nó là 5 xin mọi người, giá của nó là 650.000. Máy zin full nha mọi người, vỏ viền thì có trầy xước nha. Vỏ viền thì có trầy xước, máy zin full luôn. Samsung J6 Lut. Đây, cam trước nè. Nét căng luôn mọi người. Cam sau đây ha. Đó, cam là nét ghê mọi người, cam là cực kỳ đẹp luôn nha. Giá của nó chỉ có 650.000 thôi nha mọi người, Samsung J6 Lut nha. RAM 3 bộ nhớ 32GB. Sim sống nghe gọi Zalo phải một TikTok là thoải mái, màn hình là cực kỳ sáng đẹp, không ám không ố gì hết nha mọi người. Màn hình là cực kỳ sáng đẹp, không ám không ố, vỏ viền thì zin theo máy là có trầy xước nha mọi người. RAM 3 bộ nhớ 32GB, pin trâu bò luôn ha. Mã số 6, giá của nó là 650.000 Samsung J6 Lut. Tiếp theo là mã số 7 nha mọi người. Mã số 7 thì ở đây Phước có là con Redmi 9A, RAM 2, bộ nhớ 32GB, pin 5000, loa bao lớn luôn mọi người, sim sống nghe gọi cực kỳ ok ha. Ngồi xem cam của máy nè. Như đây là cam của máy đây. Con này là nó còn cái dữ liệu cũ của máy mọi người nên nó hơi lắc nha, mình chưa có reset máy ha. Mình quay vội cho anh em xem luôn nha.
nè, nói chung là chức năng ok hết cho mọi người, sim sóng nghe gọi Zalo Facebook thoải mái, máy xài Zalo Facebook TikTok khá là ok luôn mọi người. Cam sau và đây là cam trước nè mọi người, đó cam sau cam trước là cực kỳ đẹp luôn nha. RAM 2 bộ nhớ 32GB nha mọi người, pin tới 5000 luôn nha, màn hình cực kỳ đẹp luôn mọi người, thấy không, không má mối gì hết nha, cam cũng rất là đẹp luôn. Đây Redmi 9A nha mọi người, 32GB nè, và mọi người nghe loa của 9A nghe đã lắm mọi người, nghe loa cực kỳ lớn luôn. Đây đó, loa bao lớn, ngoài hình zin full luôn nha mọi người, máy full zin đó nha, Redmi 9A. Rồi mã số 7 nha mọi người, Redmi 9A để cho mọi người, con này giá của nó là 690.000 thôi nha, 690k. Tiếp theo là mã số 8 cũng 690.000 luôn nha mọi người. Đây là con Samsung A10s nha. Samsung A10s mã số 8, RAM 2 bộ nhớ 32GB, pin 4000, máy zin full, vỏ viền được. Thì nó người ta mang ốc lưng đó mọi người, nên là nó bị nhăm như thế này ha. Còn là nó vẫn đẹp lắm nha mọi người. Sim đẹp cực kỳ luôn, màn hình là sáng đẹp, cam cũng cực kỳ đẹp luôn. Mọi người thấy màn cực kỳ đẹp luôn nha. Xem cam của máy nè mọi người, cam nét lắm mọi người. Đợt này về hầu như đa số có mấy cái Samsung đó, cam nào cũng đẹp hết nha. Cam sau nè, và đây là cam trước nè, đó cam trước sau rất là nét nha. Thông tin điện thoại mọi người, A10s nha, mọi chức năng xài ok, RAM 2 bộ nhớ 32GB, pin 4000 nha mọi người. Giá của nó là 690.000 mã số 8. Tiếp theo là mã số 9, giá của nó là 790.000 nha mọi người. Đây là con Oppo A1K. Con này đã được lên vỏ mới keng luôn nha mọi người, lên vỏ mới đẹp keng luôn nha. Sim sóng nghe, màn zin men zin, chỉ có vỏ là thay mới cho mọi người luôn nha. Vỏ là thay mới keng luôn nha. Còn tem dán bảo hành luôn nha, rất là đẹp luôn. Thay vỏ cực kỳ đẹp luôn nha mọi người, không một vết trầy luôn á. Màn hình là sáng đẹp luôn nha mọi người. Pin thì cực kỳ trâu bò, RAM 2 bộ nhớ 32GB nha. Oppo A1K nha mọi người, màn hình đẹp lắm nha mọi người, zin full luôn. A1K nha, RAM 2 bộ nhớ 32GB nha. Pin bao trâu bò luôn, vỏ viền đẹp mới 99%, không một vết trầy luôn. Giá cho con này chỉ là 790.000 thôi nha mọi người, 790.000 Oppo A1K mã số 9 nha. Tiếp theo là mã số 10 nha mọi người. Mã số 10 thì ở đây Phước có là con Realme C11, RAM 2 bộ nhớ 32GB, pin 5000, vỏ zin theo máy luôn mọi người. Vỏ zin theo máy luôn nha, nên là vỏ viền có trầy có phẩy nha, hơi xấu một xíu. Mà được cái là chất lượng rất là ok luôn mọi người, pin trâu lắm, pin cực kỳ trâu luôn. Và cam rất là đẹp nha mọi người. Đây nè, cam sau nè mọi người. Đó, cam đẹp ghê không? Và cam trước đây, cam trước sau là cực kỳ ok luôn nha. Nè, thông tin của máy nè, C11, RAM 2, bộ nhớ 32GB nha mọi người, Android 10 chấm, màn hình là sáng đẹp, không ám ố gì hết nha. Máy zin full luôn á mọi người, mã số 10. Pin 5000 nữa nha, giá của nó là 750.000, Realme C11, mã số 10. Tiếp theo là 850.000 là Oppo A7 nha mọi người. Cũng là một con máy full zin nên là vỏ viền khá là xấu nha mọi người. Zin hết luôn nha. Mã số 11 Oppo A7 nè. RAM 3 bộ nhớ 32GB nha mọi người. Cam sâu nè, mặc dù là cam hơi mặc dù là vỏ viền xấu mà cam chất lượng máy vẫn rất là ok mọi người. Cam sâu nè. Cam trước nè, nó vẫn nét cực kỳ luôn nha, vẫn rất là đẹp luôn, chỉ có điều vỏ hơi xấu thôi. Thì với những trường hợp như này mọi người chỉ cần mua cái ốp lưng nữa là ok mọi người nha, mua ốp lưng nữa là đẹp luôn ha. Đây Oppo A7 mọi người, RAM 3 bộ nhớ 32GB, Android 8 chấm, mọi người xài con này là bao mượt mà, sim sóng nghe gọi Zalo Facebook và TikTok là thoải mái luôn. Và pin cực kỳ trâu bò nha mọi người nha, pin rất là trâu, máy zin full luôn. Mã số 11 nha mọi người, Oppo A7 850.000 nha. Rồi tiếp theo là mã số 12 nha mọi người. Mã số 12 ở đây Phước có là con Realme C3, RAM 3 bộ nhớ 32GB, pin 5000 luôn nha mọi người. Máy vỏ viền đẹp, rất là đẹp, màn zin luôn nha, màn zin vỏ zin theo máy ha. Realme C3 nha mọi người. Đây.
Sumisiba nè, RAM 3 bộ nhớ 32GB nha, pin 5000 luôn nha mọi người. Pin rất là trâu, màn hình đẹp lắm mọi người ơi, màn hình cực kỳ đẹp luôn, và đặc biệt là cam của dòng Realme, Oppo đều rất là đẹp mọi người. Nè. Đó, cam đẹp ghê không? Cam sau nè. Và đây là cam trước nha. Cam sau, cam trước rất là ok luôn. Mã số 12 nha mọi người, Realme C3. RAM 3 bộ nhớ 32GB, pin 5000 mọi người. Pin 5000 ha. Giá của nó là 850.000 nha mọi người, 850k. Tiếp theo là mã số 13, thì con này giá cho mọi người là 800.000 nha mọi người. Oppo A7 2018 RAM 3, xin lỗi mọi người, RAM 4 bộ nhớ 64GB nha. Oppo A7 2018. RAM 4 bộ nhớ 64GB. RAM 4 bộ nhớ 64 nha. Thì con này đó mọi người, tình trạng của nó chỉ có vỏ ngoài hơi xấu thôi mọi người nè. Vỏ ngoài dán nó hơi bị hở như thế này thôi. Đó. Còn lại là mọi chức năng xài cũng khá là ok mọi người, sim sống nghe gọi Zalo Facebook thoải mái. Đặc biệt là cam trước cam sau của nó cũng rất là ok mọi người. Nè cam sau nè. Vậy là cam trước nha. Mua về chữa cháy nghe gọi Zalo Facebook TikTok thoải mái nha mọi người. Bản 64GB pin cực kỳ trâu luôn mọi người, pin rất là trâu luôn nha. Giá của nó là 800k thôi mọi người. Và mọi người để ý kỹ nè mọi người, ở phần cam sau á mọi người, nó có một vài chấm đen đen mọi người thấy không? Để ý kỹ giùm Phước, có một vài chấm đen đen á, nó không ảnh hưởng nha mọi người. Chỉ là bụi thôi nha, bụi trong cam thôi chứ không ảnh hưởng hết nha. Màn hình là sáng đẹp nè, không ám ố nè. Đây là Samsung A7 2018 mã số 13 nha mọi người. Giá của nó là 800k nha. 800k ha. Tiếp theo là mã số 14, giá của nó là 950.000 nha mọi người. Đây là con Vivo Y11 nha. Và con Y11 này là khá đặc biệt nha mọi người. Đây là phiên bản đặc biệt, RAM 6 bộ nhớ 128GB. Máy zin full nên là vỏ viền bên trong máy nó bị bong tróc thủy nha mọi người thấy không? Nè, bên đây nè. Nó bị bong tróc thủy xíu thôi nha, còn lại là máy zin hết luôn á mọi người. RAM 6 bộ nhớ 128GB nha mọi người ơi. Vivo Y11 nha. Pin tới tận 5000 luôn nha mọi người mà giá chỉ có 950.000 thôi, quá là ok nha mọi người. Bình thường một cái con RAM 3 bộ nhớ 32GB Phước đã bán 890.000 rồi. Mà con này tới RAM 6 bộ nhớ 128 mà Phước chỉ bán cho mọi người giá là 950 đó nha mọi người. Cam sau nè mọi người. Và đây là cam trước nha. Cam sau, cam trước cực kỳ ok luôn. Mã số 14 nha mọi người, Vivo Y11. Bản đặc biệt RAM 6 bộ nhớ 128GB, máy full zin, pin 5000, 950.000, mã số 14. Sau đây là mã số 15, đây là con Úc, xin lỗi mọi người, Samsung A11 nha mọi người. Samsung A11 máy zin full, vỏ zin theo máy, màn hình là sáng đẹp không ám ố mọi người. RAM 3 bộ nhớ 32GB, pin 4000, có hỗ trợ sạc nhanh Type C luôn mọi người. Vỏ zin theo máy nha. Nó giống như con A10s hồi nãy mọi người, do là người ta mang ốp lưng nhiều quá nên nó bị nhâm như vậy á. Đó. Cái này là dấu bút lông mọi người, mình tẩy là ra nha, mình chùi họ nữa, Phước chùi là ra hết à. Samsung A11 nha mọi người. Nè, cam trước nè. Đây là cam sau mọi người thấy không? Cam quá đẹp luôn nha. Pin lại trâu, hỗ trợ sạc nhanh Type C, màn hình lại sáng đẹp nữa mọi người. Rồi giá cho con Samsung A11 nha mọi người, mã số 15, 980.000 thôi nha, 980k. Tiếp theo là mã số 16, giá của nó là 1.050.000 nha mọi người. Mã số 16 là 1.050.000, đây là con Samsung A30s nha mọi người. Bản RAM 4 bộ nhớ 64GB. Chỉ mất vân tay và cam, kính cam sau bị bong tróc thủy một xíu như thế này thôi. Đó. Còn lại là máy zin full hết nha mọi người. Mất vân tay bị bong tróc thủy như vậy thôi, còn lại là zin full hết. Mình xem cam sau, cam trước của máy nè. Cam rất là đẹp mọi người, cam trước nè. Đây là cam sau nha. Đó, cam trước sau là bao ok luôn. Pin trâu lắm nha mọi người, pin cực kỳ trâu luôn á. Pin cực kỳ trâu và màn hình lại bao sáng, lại rất là sáng và đẹp nữa nha. A30s xài tất cả các ứng dụng đều rất là mượt mà luôn á mọi người ơi. Xài Facebook, TikTok, Zalo, ngân hàng, đồ chơi game, đồ cái gì cũng mượt á mọi người. RAM 4 bộ nhớ 64GB nha mọi người. Đây là lưu trữ là 64GB nè, bộ nhớ là RAM 4 ha. Pin cực kỳ trâu luôn, mã số 16 nha mọi người. Giá của nó là 1.050.000 thôi nha, 1.050k, mã số 16.
Tiếp theo là mã số 17, đây là Vivo i12s, máy zin full, RAM 3, bộ nhớ 32GB, pin 5000. Máy full zin là vỏ viền của nó, để ý nha một giây phút mọi người. Nó sẽ có một số vết trầy nhẹ nha, mà vẫn rất là đẹp mọi người. Vỏ viền như thế này là còn rất là đẹp rồi nha. Giá cho con Vivo i12s này là 1.150.000 nha mọi người. 1.150.000. RAM 3, bộ nhớ 32GB và đây xem cam mọi người. Cam sâu nè. Cam đẹp lắm nha. Đây là cam trước nha. Đó. Cam của nó là bao sáng đẹp không ám ố gì luôn nha mọi người. Và đặc biệt màn hình của Vivo đẹp lắm mọi người. Đây màn hình đây, quá đẹp luôn nha. Giới thiệu đây, i12s 2021 luôn nha mọi người. RAM 3, bộ nhớ 32GB nha. Chip Snapdragon là 439. Android của nó là được Google phiên bản Android là 11 nha mọi người. Android 11 luôn. Đó, máy vỏ viền đẹp ghê luôn mọi người. Zin full luôn nha. Pin cực kỳ trâu bò luôn. Vivo i12s 1.150.000 thôi nha mọi người, mã số 17. Tiếp theo là mã số 18, đây là con Vismart Choi 4 nha mọi người. Giá của nó là 1.100.000. Pin rất là ok ha, hỗ trợ sạc nhanh tay C, sim sóng nghe gọi Zalo, Facebook, TikTok là thoải mái luôn. Mật khẩu là full không nha mọi người. Sim sóng nghe gọi Zalo, Facebook, TikTok thoải mái, cam trước cam sau là bao nét luôn mọi người. Nè. Cam sau nha. Và đây là cam trước. Đó. Thì không biết như thế nào nha mọi người, nhưng mà riêng về con Vismart Choi 4 như thế này ha, Phước dám bao cho mọi người chơi game cực kỳ sướng, Free Fire hay là PUBG hay là Liên Quân gì nó chơi cũng được hết, chơi cực kỳ ngon luôn ha. Mà giá này cực kỳ rẻ, chỉ có 1.100.000 thôi mọi người. Vismart Choi 4 với mọi người, RAM 4, bộ nhớ 64GB, pin 5000, hỗ trợ sạc nhanh tay C, máy zin full luôn nha. Màn hình AMOLED đẹp không tì vết luôn ha mọi người. Đây. Mọi người xem màn hình cực kỳ đẹp luôn nha. Giá 1.100.000 nha mọi người. Vismart Choi 4, mã số 18. Tiếp theo là mã số 19. Ở đây là mình có con Samsung A50s, máy zin full, vân tay ok luôn nha mọi người. A50s nha, máy zin full, vân tay ok, màn hình sáng đẹp không ám ố. Xem cam của máy nè mọi người. Đó, cam sau nè. Đây là cam trước nha. Để mình chỉnh cái độ sáng lên xíu. Đây mọi người, cam trước nè. Cam sau nè. Đó. RAM 4, bộ nhớ 64GB, vân tay ok luôn mọi người nha. Vân tay của A50s nằm trên màn hình luôn nha mọi người, xài rất là sướng luôn. Lo lại bao lớn nữa. RAM 4, bộ nhớ 64GB nha mọi người. Âm thanh đây. Vân tay ok mà ngoại hình rất là đẹp nha mọi người. A50s máy zin full luôn nha mọi người ơi. 1.250.000 nha. Vân tay ok luôn. 1.250.000, mã số 19. Tiếp theo là mã số 20. Đây là Samsung i21s. Xin lỗi mọi người, Samsung 21s nha mọi người. RAM 6, bộ nhớ 64GB mọi người. Màn hình là đẹp lắm. Màn hình là sáng đẹp luôn á mọi người. Đây, thông tin điện thoại đây. A21s nè mọi người. RAM 6, bộ nhớ 64GB. RAM 6 luôn rồi, bộ nhớ 64, hỗ trợ sạc nhanh tay C luôn mọi người. Màn hình đẹp keng luôn nha mọi người, đẹp cực kỳ luôn, không ám, không ố luôn mọi người. Này, cam của nó nè, cam trước nè. Và đây là cam sau. Đó, cam trước sau cực kỳ đẹp luôn. Vỏ viền đẹp keng luôn nha mọi người. Samsung A21s nha, giá của nó là 1.450.000 nha mọi người. 1.450.000, mã số 20, Samsung A21s nha, máy zin full hết nha. RAM 6, bộ nhớ 64, mã số 20. Tiếp theo là mã 21 nha mọi người. Đây là Vivo i20s nha. RAM 6, bộ nhớ 128GB, pin tới 5000, bao trâu bò luôn, có sẵn công lực luôn mọi người. Con này là mình thu lại của khách nên giá khá là rẻ nha mọi người. Bán cho mọi người chỉ có 1.450.000 thôi. 1.450.000 Vivo i20s nha mọi người. Đây. Đó, RAM 6, bộ nhớ 128GB nha. Vivo i20s pin trâu lắm mọi người, pin trâu, máy zin full luôn. Cam nè mọi người. Cam trước nè.
đây là cam sâu nha. Đó, cam trước sâu ok. Màn hình là sáng đẹp không ám ố gì hết nha mọi người. Mã số 21 Vivo i20s nha. RAM 6/128GB, giá của nó là 1.450.000, mã số 21. Cuối cùng là mã số 22, đây là con Samsung A12 nha mọi người. Samsung A12 máy Vinfull, màu đen nhám cực kỳ đẹp luôn. Pin 5000 nha mọi người, pin 5000, cam trước cam sau ok mọi người ơi. Cam sau nè. Và đây là cam trước nè mọi người. Đó, cam trước sau ok hết nha. Đây, màn hình là bao sáng đẹp luôn. Thông tin điện thoại đây, A12 nha mọi người. Đây là bản RAM của nó là RAM 6 bộ nhớ 128GB nha. RAM 6 bộ nhớ 128GB, pin trâu, pin 5000. Mọi chức năng xài ok, sim sóng nghe gọi, Zalo, Facebook thoải mái luôn. Màn hình là bao sáng đẹp ha, máy Vinfull luôn. Mã số 22, giá của nó là 1.590.000 nha mọi người. Rồi thì cảm ơn mọi người đã xem clip của Phước hôm nay. Ngày hôm nay nha, mọi người ưng ý cái máy nào thì cứ nhấc máy gọi cho Phước qua số điện thoại là 0912731033. Cửa hàng nằm ở số 33 Tô Vĩnh Diện, Hiệp Thành 3, Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương. Zalo mua hàng là số Phước vừa đọc 0912731033. Cảm ơn mọi người đã xem clip của Phước ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.